Và như tất cả các anh em đã biết thì cái kênh YouTube của mình nó đa phần là nó về gần múc và tất cả các loại bò sát cũng như là các cảnh ở Bắc Man. Và chúng đều là những loài động vật sống dưới nước hoặc là đôi khi là sống ở bán cạn, ở những vùng nước lợ. Ngày hôm nay thì mình xin giới thiệu với anh em một loài ở trên không trung ha anh em. Đây là một bộ môn khá là phổ biến ở đất nước Việt Nam chúng ta. Nhưng mà ngày hôm nay thì mình mới có cơ hội để mà mình làm sâu hơn về nó. Đây, giới thiệu cho tất cả anh em. Chim săn mồi, một bộ môn mà thu hút được rất là nhiều người chơi có cá tính mạnh ha anh em. Down south, her baby, make all the girls go crazy. Go, go, go stupid, she's smart like an A plus student. Up, down, right, down, looking for your love right now. La, 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 up, down, all around, turn my stomach upside down. La, la, la. Và hello tất cả anh em đã trở lại với kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với anh em về hai loài chim săn mồi mà hiện tại một anh của mình đang nuôi trúng ha anh em. Và ngày hôm nay anh em chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm về cái bộ môn chim săn mồi này ở đất nước Việt Nam chúng ta ha anh em. Và tất nhiên là những con chim mà trong cái video này mình đang quay thì chúng chỉ là những loại chim hót thôi. Thì bên cạnh loài chim săn mồi thì anh cũng có nuôi chim hót, cho nên mình sẽ sử dụng cái đoạn video này để mình làm một cái intro, mình giới thiệu vào cái phần mà mình giới thiệu về chim săn mồi ha anh em. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với chim săn mồi thôi nào, chuyển cảnh nào. Ở đây giới thiệu với tất cả các anh em nha, đây chính là một con chim diều hâu và một con chim cú. Đây là cú lợn, còn là chim lợn ở miền Nam chúng ta hay gọi đó. Và đặc biệt một chỗ á nha anh em, thì cái con này nó chỉ đẹp khi lớn thôi, còn lúc nhỏ anh em nhìn nó tởm lắm kìa. Và đây anh em nhìn nè, trông nó chẳng khác gì là một con gà hết em. Con gà này bị quái thai, cái mặt nó hơi xấu một tí ha. Và trở lại thôi. Và đứng ở đây thì đây chính là con ác điểu, hay là còn gọi là một con diều hâu. Đây là diều lửa ha anh em. Thì do là cái con này nó chỉ là mới là con diều tơ thôi, cho nên thì cái màu lông của nó cũng chưa đẹp lắm. Đến khi mà mùa 3, mùa 4 rồi á thì nó sẽ có những cái bộ lông của nó khá là đẹp, cho nên gọi nó là diều lửa. Và cả hai con chim này đều là chim săn mồi dòng lượng ha anh em. Dòng lượng ở đây mình gọi là sao? Thì ở bộ môn chim săn mồi nó sẽ có chia ra làm hai nhánh, đó là dòng lượng hoặc một cái nữa đó chính là dòng săn. Và dòng lượng nó làm gì? Thì cái dòng lượng á, là anh em chúng ta nuôi những con này, chúng ta chủ yếu là chúng ta cho nó bay lượn trên bầu trời và chúng ta gọi nó về thôi. Thì cái dòng này không thích hợp chúng ta đi săn. Còn cái dòng săn thì là những cái loại mà anh em chúng ta hay giác theo á, như là có những chiến binh Mông Cổ á, họ giác theo thì họ bắt những cái con cò, con vịt nào đó hay con cá nào đó, thì đó được gọi là dòng săn. Ở trong cái video này thì mình cũng sẽ không có nói sâu lắm về hai cái vấn đề này ha. Thì tại vì mình cái bộ môn này thì mình cũng mới chỉ tìm hiểu sơ qua thôi. Trước khi mình đi nghĩa vụ á, trước khi mình nuôi bò sát thì mình cũng có ý định là mình sẽ nuôi dòng săn này, mình nuôi chim săn, một con chim săn nào đó. Tại vì mình thấy anh của mình nè, anh nuôi anh thả trên bầu trời và anh kêu về nó đã lắm, nhìn nó rất là thích, nhìn nó rất là phê anh em. Mày đừng có bốc quét, mày đừng có mồm điêu đi. Nhưng mà cái hạn chế lúc đó của mình gặp phải là cái tụi này nó bị khá là nhiều, cho nên khi mà mình nuôi á thì cái thời điểm đó mình cũng đang gần đi nghỉ vụ rồi. Và lỡ như mình nuôi nghỉ vụ rồi á, mình không được nuôi chim săn thì sao? Ở nhà ai nuôi con chim săn của mình đây, ai sẽ đút cho nó ăn đây? Nếu như mình đem theo á, nó ị nhiều quá rồi ai cho nuôi đây, làm phiền đến người khác, rồi cuối cùng ai mà cho mình nuôi đây? Và đó cũng chính là cái lý do mà đam mê của mình bắt buộc phải dừng lại từ đó. Và đó, nãy giờ tán dốc với tất cả các anh em thôi, bao nhiêu đó cũng đã đủ rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến cái phần ưu điểm và cũng như là cái hạn chế mà khi mà chúng ta nuôi loài chim săn này, khi mà chúng ta bắt đầu với một cái bộ môn được gọi là mạnh mẽ, cá tính như thế này ha anh em. Và đầu tiên, cái điểm đầu tiên là chúng ta rất là dễ cua gái nếu như anh em chúng ta nuôi một con chim săn như thế này ha anh em. Và cô gái như thế nào thì chúng ta có thể là bắt đầu cái việc là đem con chim săn nào đó ra và chúng ta thả bay lượn trên bầu trời, sau đó chúng ta có thể là kêu nó về biểu diễn một vài vòng nào đó cho những bạn gái chúng ta lát mắt xem. Thì lúc đó nghe ô thôi rồi gụng trứng hết trơn nè mà. Oh my god, wow. Hay nói đùa với anh em một tí thôi, nhưng mà để anh em chúng ta có thể sở hữu được một con chim như ý của mình, một con chim được gọi là kiêu hãnh khi mà nó bay trên bầu trời, và nó ngoan ngoãn khi nó bay về tay của anh em,
Hoặc là đôi khi anh em chúng ta dùng con chim của chúng ta đi săn mồi, săn cò đó, thì chúng ta sẽ sở hữu được một cái cảm giác chúng ta được trở thành một thợ săn thực thụ là như thế nào ha anh em. Đấy đấy, mấy anh nghe thì nghe nó dễ như vậy thôi, nó đã tài như vậy thôi, cái cảm giác nó feel nó sướng như vậy thôi. Nhưng mà cái hạn chế để mà anh em chúng ta có được cái điều đó chính là gì? Và để chúng ta có một con chim mà như ý của mình thì anh em chúng ta đòi hỏi là chúng ta phải bỏ ra khá là nhiều thời gian để chúng ta chăm sóc con chim chúng ta. Từ cái quá trình là manning, tức là thuần chim đó anh em, khiến cho con chim chúng ta nhận được cái mặt của chủ nó, khiến cho nó quen mặt với anh em. Và nó bắt đầu nó hình thành một cái suy nghĩ trong đầu, à, nói với anh em, chúng ta là đồ bạn cùng tiến. Thì lúc đó anh em chúng ta mới tiến tới một cái quá trình đó gọi là training con chim, tức là huấn luyện cho con chim chúng ta những cái bài học cơ bản từ cái những cái bước mà đầu đời của nó, là nó nhận dạng được cái mặt chủ, nó bay qua những cái mồi giả hay là nó qua tay anh em, cho đến khi mà nó có thể là bay trên bầu trời. Thì đó thật sự là một cái quá trình khá là dài và đòi hỏi anh em chúng ta phải cần bỏ nhiều thời gian ra để anh em chúng ta hiểu được con chim chúng ta. Và cái con chim chúng ta thật sự đã hiểu chúng ta rồi thì lúc đó chúng ta mới có thể là cùng nó mà thực hiện những cái màn được gọi là biểu diễn đường phố như vậy ha anh em. Nếu mà trong cái quá trình này đó anh em chúng ta sơ sẩy một tí thôi thì con chim chúng ta khi mà thả ra ngoài nó sẽ không có bay lại anh em đâu ha, mà nó sẽ bay đi luôn á anh em. Mấy chục triệu của anh em nó bay theo gió luôn á anh em. Và ngoài ra thì tụi này nó giống như là gia cầm, nó thẳng ra là giống như một con gà vậy đó anh em. Nó ị khá là nhiều và ị một lần rất là hôi. Để anh em thấy phía xa xa không, đống trắng trắng đó là của nó đó, chung có ai đâu anh em. Không biết chúng nó ăn cái gì mà nó ị suốt. Anh cứt. Và rồi, nói vui tới với anh em như vậy thôi. Thì thật ra trước khi anh em chúng ta bước sang một cái bộ môn của đó, đặc biệt là chăm sóc thú cưng, thì anh em chúng ta phải dành ra khá là nhiều cái thời gian để và yêu thương con bé chúng ta. Phải thật sự yêu thương con bé thì chúng ta mới có thể là chúng ta nuôi nó một cách an toàn và hoàn hảo được. Sẵn đây thì mình cũng xin chia sẻ với anh em là trong quá trình mà mình nuôi bé thì mình học được những cái điều thú vị như thế này nè. Là mình biết được là yêu thương những loài động vật hơn. Mình có được cái, mình hiểu được cái cảm giác là ba mẹ mình đã chăm sóc của mình ngày xưa như thế nào. Bởi vì những con bé này nó giống như là con của mình vậy đó. Hàng ngày mình phải đều chăm sóc chúng nó hết. Và một cái nữa là mình phải thức sáng. À không phải là sáng mà là thức sớm để mà cho tụi nó ăn. Thì thật sự đây cũng là một cái thói quen tuyệt vời để anh em chúng ta xây dựng cho bản thân mình cuộc sống lành mạnh ha anh em. Ngoài ra thì còn có rất nhiều những cái thay đổi của mình trong cái quá trình mà mình nuôi động vật bò sát hay là tất cả những lò bếp của mình chăm sóc cả. Thì thông qua những thay đổi đó thì mình cảm thấy mình thật là tuyệt vời, mình thật là tự hào bản thân mình đó anh em. Mày đừng có bốc quét. Và thôi, video của mình hẹn gặp anh em đến đây cũng phải kết thúc thôi. Cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video này của mình. Hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha anh em. Và ngoài ra thì cũng có thể là xem thêm nhiều những video khác của mình nữa. Hẹn gặp lại anh em ở ngoài đời ha. Khi mà anh em chúng ta không phải là trò chuyện qua một cái được gọi là màn hình điện thoại này hay là màn hình TV này, mà chúng ta trực tiếp chúng ta có thể là giao lưu tất cả các lò bếp với nhau. Và mình rất là mong gặp được tất cả những người đăng ký cái kênh của mình. Cảm ơn tất cả các anh em. Hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo nha. Chúc anh em thật là nhiều sức khỏe và niềm vui trong công việc cũng như là cuộc sống nha anh em. Bye bye nào.